Em khai nổ lên cho mọi người nghe tiếng máy của em MT306 nha. Rất là vip, trợ lực lái nha, rất là nhẹ nha. Lái rất là ngon nha. Trợ lực lái này, cho tay đây. Rồi, ok. Con máy thì nó ngon rồi, quá vip rồi. Người mua được thiệp ủng hộ MT306. Rồi, 1.4 nha. Nhìn nguyên zin từ đầu đến đuôi luôn. Rất là đẹp, đầu không nha. Chưa bao gồm một cái gì hết. Còn rất là tuyệt vời, MT306. Đây, bên em lại có một con MT306 nha. VIP luôn, cabin máy lạnh. Đẹp xuất sắc luôn. Con này thì nó không khác gì một con máy mới. Hàng đẳng cấp nha. MT306. Dòng này hôm trước em bán đi Hòa Bình mấy con này. Đi Điện Biên một con. Đi Điện Biên một con, đi Cao Bằng một con. Đó là dòng MT này nè. Đã bật đèn flash lên. Mọi người coi tình trạng heo bếp nó này. Mũi keng xe beng luôn. Rất là mới. Con máy đẹp xuất sắc nha. Mũi keng xe beng luôn. Con máy rất là tuyệt vời. Thì em này là một em MT306. Nói chung là con này thì chẳng có gì để mà coi cả đâu. Bởi vì nó mới quá mà có gì đâu mà đáng để coi, với nó bị che khuất rất là nhiều. Nên là rất là khó để mà có thể quay được cận cảnh phía trong. Nói thẳng ra rất là khó để quay được những cái góc cận cảnh phía trong. Thì chỉ quay được một mức độ nào đó thôi, không thể hoàn toàn hết được. Đây là MT306 nhá. Đẹp. Xe rất là chất. Cabin máy lạnh. Và đặc biệt là nó như mới vậy. Đấy, phía bên đây mình có cụ đề này. Lốp bê hàng nhiệt này, phớt động cơ này, phớt trục cơ này, phớt bơm nước, mọi thứ là còn đen thui luôn. Rất là đẹp, đẹp xuất sắc nha. Và bao rin nha, ốc toàn bộ ốc mũ số 10, bao rin. Gầm cầu là không có một cái vết gì gọi là tì vết hết. Đấy. Cái bát này, cu dê này còn 7 màu luôn. Nói chung là nó không khác gì một cái xe mới. MT306. Con này 4 cái lốp là còn lốp Nhật hết nha. Đùi sau là đùi ngang luôn nha, có bên nghiêng luôn này, có bên nghiêng này, đùi sau hệ thống đùi sau nữa này. Con này vừa mới rửa xong là bên em ném qua bên đây nha, sẽ rất là chất lượng, rất là đẹp, bao rin rất đẹp luôn, những cái dây này cũng 7 màu hết. Đẹp nhá, đẹp tuyệt vời, cu dê này. Gầm, đùi ngang nha. Hệ thống khung gầm nữa này. Là chắc chắn, MT306. 30 ngựa nha. Vô phía trong em nói thì hệ thống nội thất có loa này. Loa nghe nhạc này. Loa nghe nhạc này. Loa này. Số này, số cơ nha, tiến lùi đồng tốc. Mọi người coi này, rất là sướng, tiến lùi đồng tốc. Số này, 1, 2, 3, 4. Đây số tầng này. Rùa thọ rồi lung tung này. Đây phải thấm. Số
con này chạy mới 742 giờ thôi, rất là ít. Con này chứng tỏ bên Nhật chạy gấu súc nha. Đây nó có dán một cái tem này, bên Nhật chạy gấu súc. Mà về Việt mình thì nó không còn nữa. Con này ring và nó chạy gấu súc. Nhìn cái tem cửa ở đây là biết này. Nhìn tem cửa ở đây là biết nó chạy gấu súc. Chạy rất là ít nên thành ngày mai rất là mới. Thì con này hai cầu trợ lực là lái nha, 30 ngựa, cabin máy lạnh đủ mấy... kẹo của mấy nhập luôn không mà mấy em ăn xong để em đây rồi.